Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mấy cô cháu mình đi bắt đuôn dừa nha các bạn. Là cái dừa này bị đuôn ăn chết cái đầu các bạn ơi. Bạn thấy không? Mấy cái này là nó ăn hết trơn rồi nè. Trời mưa xuống nó bị xì nước rồi luôn rồi. Và tiến hành chặt cái dừa này ra nha. Mấy cây bự bự thôi. Là con đầu tiên nha các bạn. Đang trẻ trong mấy cái bè ra nha các bạn. Một cánh rồi đó. Mấy con đó là nó đen hết rồi đó. Bay đi. Đang móc mấy cái nhộng ở trong nha các bạn. Thử coi có không. Đó, mấy con nó già các bạn. Con này nó ăn cái cây luôn. Đó. Con nó chiên lên ăn mới được nha các bạn. Con nó chiên ăn nó giòn. Bóc nó qua cây khác. Ít có con ngon nha. Vô cái cây mới có. Vô phía vô trong. Trong mấy bẻ trong. Nó thành con nhộng rồi. Sắp con này con nó mới ngon. Được vài con nữa bạn. Con này giống như con ong các bạn. Đó, con này rồi nữa nó ra thành con sao, đen rồi nè. Sao bữa hổm cha làm á nó. Con nhỏ nhỏ. Con này bạn thấy nè. Ôi nếu ú nu ú nặng đã lắm bạn ơi. Đó, hai con nhộng luôn. Con nào nó ú nú không? Nó bò đó. Ngay đây là ngay cái ổ luôn các bạn. Ngay chỗ này nè. Quá trời luôn bạn đây nè. Đó, thấy không? Con đen, con nhộng ở trong nữa kìa. Quá chật luôn. Đó con nó kìa sao? Nhóc hết trơn luôn. Nặng banh chành cây dừa cho các bạn thấy ghê hồn không? Đây có con nữa. Con này nó đen xì luôn. Con này chết. Chết hả? Ừ. Một cánh luôn. Trên này nhóc luôn nè, nguyên ổ luôn. Kể đi. Đó con sao? Nó bò dưới gọi gì? Rớt 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 hay gì? Con nó đó. Nhỏ. Đó con bên đó con thấy không? Tầm bẻ 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 cánh bẻ 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 cánh với bẻ cái đầu luôn. Bẻ đầu không sao? Bẻ cánh nó không ăn được. Nó thành con già chứ. Mấy con già này nó ăn mới dữ nè. Quá trời cái chỗ rồi luôn nè. Mấy con này nó ăn phá, nó ăn vô cái cây không đó. Con nhộng nè. Xì bọt. Đó, được nhộng quá nè các bạn. Chết con mẹ. Đó, đó, mấy cái kén nữa các bạn.
rất đẹp nha. Rất đẹp. Phải không? Quá chừng luôn rồi nè. Còn đó cái kén nữa đó. Công nhận kén dữ dằn này trời. Nhóc hết chân luôn. Con nhộng con đang bò ra nữa các bạn. Rớt luôn rồi. Ôi ơi con nè. Quá dữ luôn bạn ơi. Đó. Nhóc ở chân rồi, trong mấy cái hang trống nữa kìa. Ở trong cái củ hủ luôn nó mới dữ nữa đó. Làm thấy ghê quá. Làm thấy ghê quá. Ồ con nào mập mập không ạ. Cái đó là nó ăn chắc cũng cần vô trọng hết đó. Đó nữa kìa. Cứ hủ đó. Đó đầu qua xay cái này nha các bạn. Xay này bắt đuông nha chứ không có ăn củ hủ được nha các bạn. Tân bạn. Đó. Trời ơi coi kìa các bạn ơi. Con mẹ này lại bò lãnh ngảnh như mày nè. Ồ quá nhiều rồi. Ừ, ngay chân chỗ có lưỡi mèo các bạn thấy không? Trời lưa trong chân rồi trong đó con già nó bò ra nữa kìa, rớt luôn. Đó. Mấy cái bè các bạn thấy không? Hai ba trứng nhộng chổng luôn kìa. Lát. Con đó là chuẩn bị con già nha các bạn. Nó có cánh hết trơn rồi đó, mấy con đó đó. Nhưng mà nó còn non. Ồ, con đó hơi già đó bạn. Đó, phải kiểm tra kỹ cho mấy cái bè đó. Đó, còn nhộng người bạn thấy không? Ồ quá nhộng chổng luôn rồi. Rớt. Giống ve. Y gan mấy con ve. Giống ve. Mấy con ve mà nó bò lên bị lột đó. Giống hệt à. Nhậm ve. Mà con ve hình như ăn có được không sao? Trong đây mình thấy được một con nữa bạn thấy không? Đó, nó đang ngoe ngoe chổng kìa. Trời ơi con này mập lù luôn. Trắng tươi luôn kìa. Đó.
Ồ, ôi trong đây nó ra, nó ra, nó lú mấy con trong ra luôn kìa. Còn họ kiểm tra lại mới biết được. Ồ, nghe tai sáo nữa kìa. Cái vừa nãy giờ được nhiêu nữa các bạn? Ồ trời, quá nhiều luôn rồi nè. Nó mua còn mắt, còn mắt. Động vô mấy này nó thúi nữa không? Nước nè, giờ mưa xuống nó thúi quá. Chồng mẹ cũng cái chừng cũng có nghe các bạn. Con nhỏ, đó. Mấy con nó đa số con nhỏ nhỏ không đó không? Là trẻ cái này kìa. Tuyệt kìa. Giờ thử cái này chặt ra coi có mà con nào ở đây nữa không nghe các bạn. Cái này thà giết lầm không nên bỏ sót nha các bạn. Quất hết cái này luôn. Hết cái gốc cây này ra luôn. Hai con nhỏ. Mày cũng không thoát đâu. Chuẩn bị nhóm lửa lần chiên mấy con này nha các bạn. Bỏ ít dầu thôi bạn, nhiều dầu quá mấy con đun này nó béo rồi bạn. Cái mấy con này là mình về mình ớp nước mắm xong hết chưa bạn, rửa sạch sẽ mình ớp nước mắm. Ồ, rất là nhiều luôn, nguyên có 1 cây bao nhiêu đó bạn. Ồ, con này nhà người ta ăn sống nha bạn, ăn sống với nước mắm ớt. Nhưng mà ở đây mình không giáo bạn, mình chỉ ăn chiên thôi. Ú mềm luôn mà. Đặc sản của miền Tây luôn. Mấy con này ăn rất là thơm nữa mà. Tại vì nó ăn với mấy cái đọt non của dừa không à. Em bước qua bên đây nè. Cháy chồng luôn bạn ơi, cái này là thợ dữ nè bạn. Xuất gia, xuất gia nha. Quá dữ bạn. Trời trời trời, quá dữ bạn. Bỏ vô chảo bạn, nóng nó bò. Dữ dằn không? Cái này mình chiên nó nóng xíu là nó phình ra nghe các bạn.
chính nha các bạn, cái này chuẩn bị mình nhấc xuống nha, gấp tàu ra các bạn ơi. Gấp lên các bạn. Ở đây các bạn thấy không, nguyên một đội quân nha các bạn, chuẩn bị chiến với mấy con này các bạn. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Mùi rất là thơm nha các bạn. Đây với con ạ. Thơm không? Má tao bóc còn ngon hơn mày. À, đây cho mấy nhỏ ăn nha các bạn. Ngon không? Ngon. Đứng đây rất là thơm luôn các bạn ơi. Để mình thử con nha các bạn. Mình thử cái con này đi. Con này con nhộng nè. Ăn rất béo nha các bạn. Rất là thơm luôn. Con màu đen này ăn rất là giòn nha các bạn. Mấy con này các bạn nhìn giống như con ve các bạn. Con ve sầu các bạn biết không? Đó. Làm thêm con nữa các bạn ơi. Rất là béo luôn ạ. Rồi video mình tới đây cũng tạm thời kết thúc các bạn. Các bạn xem video xong nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.